Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là gần 4 giờ sáng. Tôi vừa xuống Family Mart mua hộp cơm về ăn. Ăn xong tôi làm việc. Đến khoảng 6-7 giờ sáng tôi ngủ. Đấy, giờ mọi người thức thì lúc giờ đấy tôi ngủ. Giờ mọi người ngủ lúc đấy là tôi thức, tôi ngồi làm việc đấy các bạn ạ. Thì bây giờ tôi muốn gửi đến bản thân tôi, gửi đến Thế Anh, đấy, gửi đến thằng Thế Anh. Đấy, 4 năm sau, chọn cái bốc 4 năm đi. Đấy, 4 năm, năm nay 26, 4 năm nữa 30 tuổi. Mục tiêu là kênh Thế Anh 96 sẽ được 1 triệu sắp sau 4 năm. Ok mọi người, 1 triệu sắp sau 4 năm. Đúng 1 triệu sắp sau 4 năm luôn. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi tôi từ cái ngày đầu tiên tôi lập kênh. Những anh em đã ủng hộ tôi. Và rất mong 4 năm sau anh em vẫn luôn ủng hộ tôi. Được chưa? 1 triệu sắp sau 4 năm. Tôi tin tôi làm được. Các bạn cũng phải tin tôi làm được. Nhưng bây giờ làm nội dung gì để được 1 triệu sắp nhỉ? Nếu các bạn nghĩ ra được một nội dung gì mà làm để kênh tôi lên được 1 triệu sắp, các bạn comment ở bên dưới. Đấy, mình có thể thực hiện các thử thách của các bạn. Biết đâu ấy, ăn xu hướng lại lên được 1 triệu sắp nha. Nói sỏi. Các bạn yên tâm đi, bây giờ nhá, lên được 1 triệu sắp nhá, tôi sẽ donate cho mỗi anh em viewer, mỗi người một thẻ dinh 50.000. Ôi dồi ôi, 1 triệu sắp, 1 triệu sắp mà cộng với 50.000 là 5 tỷ à? Ui đi, khỏe à? Tiền đâu nhỉ? Thôi 5.000 nhá. Ok chưa? Hẹn gặp các bạn và tôi 4 năm sau, 1 triệu sắp. Cảm ơn mọi người rất nhiều.